Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái mẹo vặt mà ngay như bản thân mình thôi, thực tế mình gặp. Đó là mình bị dính cái vết kẹo cao su trên quần áo như này. Đó. Đấy, dính cái vết kẹo cao su trên quần áo như này. Không biết nó dính ở đâu nhẹ le lét các thứ rồi. Đây, vết kẹo cao su này. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video thử nghiệm là chúng ta thử tẩy cái vết kẹo cao su này bằng những cái hóa chất mà chúng ta hay gặp ở trong gia đình, và để thử xem là những cái hóa chất này thì liệu nó có tẩy được cái vết kẹo cao su hay không nhá. Ok, rồi ở đây thì mình sẽ thí nghiệm. Thì mình có một cái hộp kẹo silicone, và đây mình có một cái bã kẹo cao su này. Thực ra thì cái kẹo cao su này thì dính rất là khó chịu anh ạ. Cái này thì là kẹo cao su mới, nó sẽ có màu trắng như này. Còn nếu mà chúng ta bị dính cái vết quần của mình này, nó đen xì 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 đây này. Đấy, cái vết trên quần này, nó đen xì xì luôn anh em. Rồi, và ngay bây thí nghiệm thì mình sẽ dùng một miếng vải này. Mình sẽ làm 4 cái thí nghiệm. Mình sẽ bôi cái kẹo su này lên cái vải này, và mình sẽ dùng 4 cái hoạt chất mình thấy rất nhiều người chia sẻ dùng có thể tẩy kẹo cao su. Đầu tiên là mình sẽ dùng nước đá, dùng cái nước đá để tẩy kẹo cao su này. Thứ hai là mình sẽ dùng chanh. Thứ ba là mình sẽ dùng cồn. Và cuối cùng là mình sẽ dùng hóa chất rất là mạnh, đó chính là cái acetone này. Hoặc là mình có thể dùng thêm một cái nước gọi là nước rửa bồn cầu như là cái nước này. Đây, mình dùng cái này. Mình sẽ dùng 5 cái loại hóa chất này. Chúng ta thử tẩy cái vết kẹo cao su. Đầu tiên của cái thí nghiệm này thì mình sẽ lấy một miếng vải. Mình sẽ cắt một miếng vải này ra. Mình sẽ cắt thành 5 miếng vải nhá. Tại vì nếu mà để một miếng vải không như này thì khi mà cắt bột cao su lên thì nó sẽ không được thực tế lắm. Đây, mình sẽ cắt. Đấy, 4 miếng vải này. Rồi sau đó mình sẽ bôi cái kẹo su lên. Rồi, mình sẽ bôi cái kẹo su lên nhá. Đây, kẹo su này. Rồi, đầu tiên mình sẽ dùng cái miếng này. Mình sẽ bôi một ít kẹo su này. Đây. Bôi này này. Đấy. Bôi này miếng miếng này này. Đây, là miếng kẹo su này. Một miếng này. Một miếng thứ hai. Sẽ bôi một ít kẹo su lên. Cái này tưởng tượng như là trường hợp các bạn ngồi trên yên xe máy này, hoặc là các bạn mà mình ngồi ở ghế, đặc biệt là ngồi xe buýt này, hay là cái gì nhỉ, ghế học các thứ ở trường học sẽ gặp rất là nhiều. Đó. Đấy. Mình bôi như là dụ là các bạn ngồi kẹo su như này đi thì làm sao để tẩy nữa. Mình làm clip rất thực tế luôn này. Đó. Đây, cái này dính nó nặng này. Đó, chúng ta có 4 miếng vải như này, đều bị dính kẹo su. Rồi, thì thông thường là khi các bạn dính kẹo su là các bạn xử lý như nào? Như mình là mình sẽ ngồi bóp tay như này. Đấy. Thực ra bóp thì cũng được đấy. Nhưng mà có trường hợp mà nó mình ngồi mình không biết, mình cứ di bóp bóp như này. Đó. Nó dính vào lem hết chỗ nào chỗ kia. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái đầu tiên là cái nước đá này. Đây, cái đá này rất nhiều người trên mạng và dùng nước đá. Chúng ta dùng một cục nước đá như này. Làm gì? Chúng ta bôi lên kẹo cao su này. Đấy, mình lấy miếng này. Bôi lên kẹo su để làm gì? Để cho nó cứng. Và chúng ta sẽ bóc ra. Đây, cho vào đá đúng không? Bây giờ thử các bạn xem nó có tẩy không nhé. Rồi. Vết kẹo su đây đúng không? Cho vòng nữa đi. Mình quay thực tế luôn nhé. Không thua. Xem hiệu quả thực sự nữa nha.
Tại vì nó đang rất lạnh như này. Đó. Rồi. Có nhiều người bảo đấy dùng cái đá để trà như này. Để xem giờ chúng ta bóc không nhá. Không bóc được nhỉ. Mình thấy rất nhiều trang trên mạng chia sẻ chúng ta dùng những đá để bóc, nhưng mà anh em thấy này, kể cả dùng đá lăn lên này, không bóc được nhỉ. Đấy, có bóc được không? Không thể bóc được. Bóc được. Tìm đá là không ăn thua. Từ ra nó chỉ bóc vài mảng thôi thôi. Không ăn thua nhá. Đấy, không bóc được. Như vậy, kết luận luôn với mình là đá này không tẩy được tất cả cao su. Đấy. Rất nhiều clip ở dùng nước đá để tẩy, nhưng có tẩy được đâu. Còn là bạn nào biết cách làm với đá của chị tẩy được thì cứ để comment bên dưới nhá. Rồi, mình sẽ dùng những cái thứ hai. Chúng ta sẽ dùng nửa quả chanh này. Đây, cắt nửa quả chanh. Liệu xem nó có tẩy được cái vết cao su này không? Đây, nửa quả chanh ở đây. Mình sẽ bôi lên đây. Có thể mua mặt sau nhỉ. Đấy. Rồi, bây giờ mình thử bóc xem được không. Cái này khả năng nó sẽ bóc được nhá. Tại vì cái cạo xuống nó dày. Đây. Có vẻ bóc được. Có vẻ bóc được nhá. Vậy bóc được đấy. Cái chanh này. Có phải bóc được anh ạ? Nó ra miếng này. Nhưng mà với miếng to thì bóc được. Mà với những miếng nhỏ như này thì vẫn không lời chảy được hết. Này, cào gần hết quả chanh rồi. Chả chừng là nó dính miếng to thì bóc được. Nhưng mà những cái miếng lam lam như này thì sao mà bóc được à. Không bóc được nhá. Đây. Mình càng bóp thì nó lại càng, nó càng dính sang cái mặt khác này. Xách cả vải này. Ồ. Như vậy với chanh thì theo mình thì những cái miếng nào nó dính to, ví dụ như là cả cái miếng này nó dính cả cái bã nó dính đây, thì mình sẽ bóc được cái phần lớn, còn những cái phần nhỏ thì nó sẽ dính lem lem như này. Cùng hết nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ sử dụng đến cái thứ tư. Đó là mình có đây. Mình sẽ sử dụng cái rất rất nhiều người chia sẻ đó là dùng cồn. Ở đây mình dùng cồn 70 độ nhé. Cồn này khi chúng ta cho vào cạo su này, nó nóng nó sẽ nở ra. Thử nhá. Mình thấm cồn lên rồi. Đấy, đổ cồn lên cái cạo su này. Và để một lúc. Rồi, mình cho cồn lên rồi, mình thử bóc nhá. Đấy, cho cồn vào thì cạo su nó mềm mặt ra này. Nó nóng mà. Có vẻ cũng phải bóc được đấy. Mình thấy rằng cho cồn thì nó dễ bóc hơn là chanh, nhưng mà vẫn bị là nó lem ra ngoài anh em. Đây, bắt đầu nó dính, nó tan mỏng ra này. Cũng khỏe, cũng có bóc được đấy, nhưng mà cũng không hết được những cái nhỏ nhỏ này. Không hết anh em. Mà mình thấy trong mấy cái hóa chất mà dùng như là đá này, chanh này, cái cồn này bóc có vẻ là ngon hơn. Để
Em mình sẽ thấm thêm một tí cồn nữa nhá. Đấy, thấm thêm một chút cồn nữa. Cái cồn này nó bay hơi rất là nhanh luôn. Bắp được, nhưng mà những cái miếng nhỏ nhỏ ở dưới này không bắp được hết anh ạ, vẫn bị lem này. Vẫn lem một chút, chút, rất khó chịu luôn. Không hết. Rồi, mình sẽ sử dụng sang cái hoạt chất cuối cùng. Đó chính là cái, đây không phải nước súng miệng nhá, đây là cái acetone. Cái acetone là cái dung dịch mà người ta hay dùng trong cái sơn móng tay nhé. Rồi, mình sẽ lấy cái miếng vải này. Đây đúng không? Mình sẽ dùng acetone nhá. Mình sẽ dùng cái bàn chải này. Thấm lên đây. Nào, em thử xem. Theo mình cảm nhận thì cái acetone này đánh được cao su nhá. Đánh được anh ạ. Đây. Đánh được. Đánh được anh em. Bay sạch này. Rồi. Như vậy mình có thể thấy được luôn là mình dùng cái acetone này đánh được cái cao su. Hết sạch luôn này. Hết luôn. Đó. Như vậy thì mình sẽ không thử nghiệm tiếp với cái vim này. Cái vim này là cái nước tẩy bồn cầu. Nhưng mà mình dùng cái acetone này, cái dung dịch mà bùng tay hay là người ta hay pha ở trong sơn ấy, thì nó tẩy được. Nên là mình sẽ dừng luôn cái thí nghiệm này đây. Và mình cũng sẽ kết luận trong bốn cái mình thử thử nghiệm cùng món nước đá này, chanh này, hay là cồn này, và cái acetone, thì mình thấy rằng là chỉ có acetone này có tác dụng là chúng ta đánh được cái vết cao su nhá. Đến tốt nhất các bạn nào mà chúng ta dính kẹo cao su thì hãy sử dụng cái acetone này. Các bạn thì mua ở các cửa hàng hóa chất, chợ rồi, và mua online trên Lazada, Shopee. Số lớn cả các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe kênh, chờ đón các video tiếp theo. Okay, xin chào và hẹn gặp lại.